Ngày 28 tháng 10, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty có liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723 tỷ 322 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ đóng góp 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ và công ty cổ phần xây dựng Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn 3.102 tỷ đồng, làm tăng không vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm lấy 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can Nguyễn Thiện Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 KL VBCQ, CSDT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2, điều 211 và khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros.